những bí mật chưa từng tiết lộ về trùm giang hồ Nam Cam. Kỳ năm, vươn ra biển lớn, mở đầu kỷ nguyên ông trùm. Nam Cam làm bảo kê và tổ chức sới bạc cò con, nhưng y nhận ra tương lai mờ mịt và hiểm họa treo trên đầu những kẻ chiếu dưới như y bất cứ lúc nào. Nam Cam tái hợp với nữ chúa Lệ Hải, vợ của trùm giang hồ Đại Ca Thay, để thành lập liên minh làm ăn phi pháp, mở đầu kỷ nguyên trở thành ông trùm bậc nhất Sài Gòn. Những trận chiến bảo kê. Sài Gòn những năm 1967-1968 phồn thịnh chưa từng thấy với hàng viện trợ quân sự của Mỹ. Bộ phận quan chức tham nhũng đã tạo nên một tầng lớp giàu sổi, cơm no đâm rửng mỡ, lao vào ăn chơi trác tán. Tất nhiên trong các thú vui ấy không thể thiếu được cờ bạc. Hai sòng bạc tổ chức quy mô như một Ma Cao thu nhỏ với đầy đủ các trò chơi. Một là của ông Tám Phánh, chủ khách sạn Kim Thành, và hai là của ông Bảy Diệm trong khu cây Gia Xà nổi tiếng của thời đó. Bảy Si, anh rể của Nam Cam, cũng mở sòng bạc nhưng quy mô cò con. Bù lại, do tính chất bình dân cho nên hoạt động rất rơm rã. Sòng bạc không thể cố định, phải liên tục di chuyển, nên ít nhiều phải đụng chạm đến địa bàn làm ăn của các chủ sòng khác. Bảy Si vụng về, kém xa Nam Cam. Để có thể tồn tại không sợ sự quậy phá của các nhóm giang hồ khác, Bảy Si cần đến sự trợ lực của cậu em vợ làm bảo kê. Được bà Tiều, sau khi từ đảo Phú Quốc trở về, cũng lao vào tổ chức sòng bạc như Bảy Si tại khu cầu Ông Lãnh. Các tay chơi bạc gọi sòng của Đực là sòng chợ cá. Chủ các vựa cá ở đây sau thời gian chơi ở sòng của Đực đã nhảy dù qua sòng Bảy Si thử thời vận. Biết chuyện, Đực tỏ ra cay cú. Y chạy Vespa qua sòng của Bảy Si thăm dò. Vừa thấy mặt hung thần khu chợ cá, các tay chơi bạc vốn dĩ là dân làm ăn vội ríu ríu lên xe trở về sòng bạc của anh Đực để nạp mạng. Bảy Si than thở với đứa em vợ: chuyện làm ăn không ai đụng chạm ai, thằng Đực chơi kiểu này là không được rồi. Suy nghĩ một lúc, Nam Cam nói: được rồi, chuyện anh Đực để tôi tính cho. Có gì ông lo giùm vợ con tôi, anh dụ Đực bà Tiều qua sòng của anh, tôi tính sổ nó cho. Quả nhiên, Bảy Si làm y như lời của Nam Cam dặn và dụ được Đực chạy Vespa qua sòng của Bảy Si. Vừa quẹo vào đầu ngõ, Đực bị Nam Cam chém mấy dao vào tay, vai và lưng. Bị ăn đòn bất ngờ, Đực bỏ chạy. Chạy được một đoạn, dường như mắc cỡ, Đực chụp thanh gỗ ven đường quay lại định ứng chiến với Nam Cam. Lúc quay lại, thấy Nam Cam đang vung vẩy trên tay khẩu rulo của cảnh sát, Đực vứt luôn cây gậy bỏ chạy. Nam Cam đuổi theo vài bước rồi đứng lại, cười gằn: tưởng sao, hóa ra cũng biết sợ súng. Sau sự việc này, Nam Cam trở thành nhân vật được cưng chiều số 1 ở sòng Bảy Si. Là tay anh chị có tầm cỡ, tài chém, một gã du côn, từng xách dao rượt Đại Ca Thay chạy có cờ, nên y tỏ ra không kính trọng Bảy Si. Ngoài ra, tài còn là cận vệ của Trung tá Trân biệt kích, em vợ của Đại tướng Tổng tham mưu trưởng quân đội Cộng hòa Cao Văn Viên, nên y thả sức tung hoành quậy phá, coi mọi tay giang hồ khác đều dưới tầm mắt mình. Như thường lệ, tài ghé sòng của Bảy Si. Bảy Si bước ra, gương mặt không lấy gì làm vui vẻ: tiền tao đưa cho mày là hảo ý anh em, chứ có phải tao thiếu nợ thiếu nần gì mày mà mày tới đòi. Tài nghe câu nói sóc ốc cũng nổi cơn thịnh nộ.
Bảy Si hậm hực rồi cãi vã dữ dội, suýt dẫn đến xô xát, nhưng mọi người đã can ngăn được. Tài buông lời hăm dọa trước khi lên xe đi về. Nam Cam chứng kiến từ đầu đến cuối, hất hàm hỏi Bảy Si: "Ý anh sao? Chắc phải chơi thằng này thôi." Bảy Si trả lời: "Ờ, có điều sợ chơi không lại nó thì mình cũng dẹp tiệm." Nam Cam lạnh lùng bảo: "Để tôi gặp anh Sáu nhà rồi tính." Cũng như lần trước, Nam Cam ngồi trong quán cà phê phía trước sòng Bảy Si đợi, nhưng Tài đã không lộ diện. Rồi cả tuần sau đó, gã du đảng khoác áo biệt kích như đã bốc hơi khỏi Sài Gòn. Giới giang hồ ngầm hiểu ai là kẻ có gan chuột nhất. Còn riêng Nam Cam, sau trận này tên tuổi được nâng lên một số nữa. Một tay anh chị khác là Tư Bánh Bò, lớn tuổi hơn Nam Cam, có khá nhiều thành tích trong hẻm 122 Tôn Đảng. Tư Bánh Bò chạy xe vào hẻm, quẹt vào một đứa nhỏ. Có lẽ đang say, y xách tay đứa nhỏ chửi bới ôm sờm. Dân trong hẻm sầm xì: "Chỉ giỏi quậy trong xóm, ngon đụng tuổi hẻm 148 kìa." Nổi cơn thịnh nộ, Tư phanh ngực hét: "Má nó, tuổi 148 là cái gì? Kể cả anh em thằng Nam Cam cũng chưa dám đứng trước mặt tao mà làm trời." Nghe nói lại, Nam Cam cùng vài người bạn kéo xuống hẻm 122, gặp Tư Bánh Bò ngồi nhậu, liền dạy cho hắn một bài học với màn đấm đá túi bụi. Tư Bánh Bò sau đó đi tìm Bảy Si với chiếc đầu quấn băng trắng toát. Y vừa nói vừa rưng rưng nước mắt: "Tao đâu có ngờ anh em với nhau mà thằng Năm xử nặng tay quá." Từ Đen, một chủ sòng có tiếng trong hẻm 122 ấy, sau khi chứng kiến màn đấu võ, đã tìm Nam Cam để đặt vấn đề coi sòng cho mình. Nuôi khát vọng ra biển lớn. Việc bắt đầu từ việc Mã Chí giao cho Huỳnh Tỳ, tay ăn chơi khét tiếng nằm trong danh sách tứ đại thiên vương Đại Tỳ Cái Thế và Cư Già, cảnh sát hình sự của nha đô thành bảo vệ sòng bạc của mình. Hồi đó Trung úy Hợi, biệt danh là Hợi Điên, trùm giang hồ khét tiếng, sĩ quan của sư đoàn dù đóng quân ở vườn Tao Đà để bảo vệ cho Dinh Tổng thống, đang bành trướng thế lực, đưa đàn em thân tín đến tận sòng của Mã Chí. Mã Chí từng nghe nhiều về tật bắn súng bừa bãi của Trung úy Hợi. Tên sĩ quan nhảy dù này lúc nào cũng kè kè bên mình một khẩu súng cạc bin M2 cưa bán cưa nòng và đã thanh toán không ít đối thủ. Hợi yêu cầu Mã Chí nộp một khoản tiền bảo kê lớn nhưng không được đáp ứng. Hợi Điên vén vạt áo khoác để lộ ra cẩu cạc bin. Sau loạt đạn đinh tai, tất cả đèn trong chung cư tắt phục. Các con bạc kinh hồn thi nhau tìm chỗ nấp. Say máu, Hợi chĩa khẩu súng vào giữa phòng xiết cò. Huỳnh Tỳ không phải là chiến binh chuyên nghiệp như bọn lính nhảy dù này, đã tuyệt vọng chống trả. Viên đạn từ khẩu súng B-38 của Huỳnh Tỳ lạc trúng vào bé gái khoảng 14-15 tuổi, làm cho cô gái chết ngay tại chỗ. Hết đạn, Huỳnh Tỳ vội chuồn theo lối thoát hiểm cứu hỏa để ra ngoài. Hợi phán đoán địch thủ đã hết đạn, vội vã truy kích. Huỳnh Tỳ vừa ra đến đường, Nam Cam chạy xe Honda lịch kịch đi tới. Y cầu cứu: "Cứu anh với, Cam ơi." Nam Cam bèn chở Huỳnh Tỳ chạy về hướng Sài Gòn, đến chỗ tạm gọi là an toàn. Nam Cam nhìn lại bộ dạng thảm hại của bại tướng Huỳnh Tỳ. Cái chết oan uổng của bé gái bởi viên đạn của Huỳnh Tỳ được thu xếp êm xuôi bởi khoản tiền cho gia đình nạn nhân và một số tiền khổng lồ khác để nội vụ đi vào quên lãng trong hồ sơ của cảnh sát. Mã Chí sạc nghiệp sau khi bán nhà và toàn bộ tư trang của vợ con. Huỳnh Tỳ lánh mặt một thời gian
trước sự truy sát của băng Hợi Điên. Phải nhờ người đến năn nỉ tên trung úy nhảy dù này để có thể tiếp tục tồn tại trong giới giang hồ. Tình thế của Hình Tỳ làm cho Nam Cam chợt nhận ra, nếu cứ mãi là một con chốt thí trên một bàn cờ của Bảy Si thì một ngày nào đó y cũng sẽ ăn đạn mà ra đi. Nam Cam chấm dứt những vụ đụng độ để lấy danh tiếng và trở nên cẩn thận hơn khi lui tới những nơi phức tạp. Thời gian dài, ngoài việc phụ vợ buôn bán lặt vặt ở chợ trời Huỳnh Thúc Kháng như ghi số đề, mở sới bạc cò con di động, Nam Cam chỉ lui tới các sòng bạc để trổ chút ngón nghề học được từ anh Bảy Huê Kỳ, truyền nhân của chính truyền, một tay kỳ bẻo già nua thời Bình Xuyên còn sót lại, nhằm gồng gánh gánh nặng của gia đình lúc này cả thể tới 5-6 đứa con. Hết kỳ 5. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi series Những bí mật chưa từng tiết lộ về trùm giang hồ Nam Cam vào 21 giờ các ngày thứ 3 và thứ 7 hàng tuần tiếp theo. Xin cảm ơn mọi người. Người đọc: Ý Trần.